Rộ nghi án Bảo Anh Hồ Quang Hiếu đi du lịch chung ngày Valentine khiến fan đứng ngồi không yên. Chỉ với những bức ảnh trên Instagram, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đã khiến người hâm mộ nghi ngờ cùng nhau đi du lịch ngày Valentine, chính thức nối lại tình xưa. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, Bảo Anh Hồ Quang Hiếu đã khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải những bức ảnh du lịch của mình trên Instagram cá nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu những bức ảnh đó không có những điểm trùng hợp một cách quá ngẫu nhiên, khiến người khác phải nghi ngờ. Cộng đồng mạng đã ngay lập tức vào vai thám tử suy luận về màn tái hợp của Bảo Anh Hồ Quang Hiếu. Được biết, vào ngày lễ tình nhân, Bảo Anh đã dành thời gian để du lịch tại Iceland. Nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những hình ảnh được chụp tại đây, cùng với những dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc của mình trong thời gian đó. Song song với đó, Hồ Quang Hiếu cũng liên tục cập nhật hình ảnh du lịch của mình và địa điểm không đâu khác chính là Iceland. Khung cảnh giống nhau trong ảnh được Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu chụp khiến fan cho rằng cả hai đang ở cùng một nơi và cùng một thời gian. Đây không phải lần đầu tiên có sự trùng hợp như thế giữa Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu sau khi chia tay. Ngay trong ngày lễ tình nhân, họ đi du lịch check-in cùng địa điểm. Điều này càng trở thành bằng chứng thuyết phục rằng cặp đôi đã quay trở lại với nhau sau khoảng thời gian đường ai nấy đi. Sau tất cả những người yêu nhau đã về với nhau chăng, nghi vấn này đang là câu hỏi lớn nhất trong lòng những người hâm mộ. Bảo Anh Hồ Quang Hiếu từng là cặp đôi rất đẹp của showbiz, không thị phi, không dùng tình cảm để PR danh tiếng. Thế nhưng cả hai lại sớm chia tay, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Nếu cặp đôi này thực sự quay lại, đó chắc chắn là tin vui của showbiz Việt. Rộ tin đồn Nhã Phương mắc chứng đạn chí sau sinh, giữa ồn ào sinh con gái đau lòng. Trên trang cá nhân của mình mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ đầu tiên khiến người hâm mộ tin rằng cô đã sinh con gái đầu lòng cho Trường Giang. Mới đây trên trang Instagram, nữ diễn viên Nhã Phương đã có lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ. Theo đó cô viết, giờ mới nhớ có dùng Instagram, chúc mừng năm mới cả nhà. Chia sẻ của Nhã Phương sau một thời gian dài vắng bóng trên Instagram. Trong ảnh Trường Giang và Nhã Phương cùng mặc đồ tông xuyệt tông, màu đen đang cười vô cùng rạng rỡ. Được biết, bức ảnh này đã từng được đăng tải trên Facebook của nữ diễn viên ngay khi vừa giao thừa, nhưng đến tận bây giờ cô nàng mới nhớ để đăng tải trên Instagram. Phía dưới bài viết này, người hâm mộ đã không ngừng gửi lời chúc đến nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận về icon trái tim dành cho Nhã Phương, dân mạng cũng không quên thắc mắc, phải chăng việc nhớ nhớ quên quên này chính là sự đạn trí sau sinh? Một dân mạng đã không ngừng ngại hỏi thẳng Nhã Phương phải chăng là hội chứng đạn trí sau sinh à? Cách đây không lâu, hình ảnh được cho là của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang đi du lịch đã được khán giả truyền tay nhau nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Được biết, đây là hình ảnh của một khán giả ghi lại được ở Vũng Tàu. Trong bức hình có thể thấy rõ gương mặt nam diễn viên hài xíu quảng. Tuy nhiên, người con gái ngồi bên cạnh anh lại bị che lấp khá nhiều. Vậy nhưng số đông khán giả vẫn khẳng định đó chính là Nhã Phương, bởi dựa vào diện mạo nhìn từ phía xa hoàn toàn giống với nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Đáng nói, ở một bức hình khác, khi phát hiện có người chụp hình, Nhã Phương đã cúi đầu xuống để né tránh ống kính, còn Trường Giang lại thể hiện thái độ khá tức giận. Bức ảnh được cho là Trường Giang Nhã Phương tại Vũng Tàu do khán giả ghi lại. Sau khi phát hiện có người chụp hình, Trường Giang đã thể hiện thái độ tức giận. Cuối tháng 1, 2019, thông tin Nhã Phương đã sinh con gái đầu lòng gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên tuổi thanh xuân sinh con tại một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Trường Giang Nhã Phương giữ im lặng nhưng không phản hồi về thông tin này, nhưng việc Nhã Phương vắng mặt trong buổi ra mắt phim điện ảnh cô đóng vai nữ chính diễn ra sau đó vài ngày càng khiến cư dân mạng có cơ sở khẳng định. Trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Nhã Phương quay ảnh hạnh phúc bên Trường Giang Úc, gửi lời chúc năm mới đến khán giả. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của cặp đôi sau khi chính thức kết hôn. Nhã Phương công khai đòi quà Valentine, bất ngờ trước phản ứng của Trường Giang. Dường như nam diễn viên hài không nhớ đây là ngày lễ tình nhân nên rất bất ngờ khi nghe Nhã Phương thẳng thắn đòi quà. Từ trước đến nay vào ngày lễ Valentine thì các cặp đôi háo hức chuẩn bị những món quà đặc biệt và làm những điều lãng mạn cho nhau. Các mỹ nhân Việt cũng không ngoại lệ. Họ nô nức khoe niềm vui của mình với người hâm mộ khi vừa nhận được từ người đàn ông đặc biệt. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Nhã Phương bất ngờ kể lại câu chuyện cô đòi quà của ông xã Trường Giang, nữ diễn viên cho biết. Anh biết hôm nay ngày gì không? À 14 tháng 2, sao vậy, quà em đâu? Úi, suy nghĩ một hồi rồi hốt hoảng, chúc cả nhà Valentine hạnh phúc nha, chúc cho mấy bạn chưa có người yêu sớm có bồ nè. Lời chia sẻ của Nhã Phương nhanh chóng nhận được rất nhiều tương tác với các fan. Với nhiều lời thắc mắc, người thì không tin vì cho rằng Trường Giang vốn rất tâm lý nên khó quên được ngày đặc biệt thế này. Nhiều bình luận khác nghĩ có lẽ anh đang bí mật tạo niềm vui cho vợ.
Cô là một trong suốt những nghệ sĩ hạn chế đăng đàn lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mở đầu năm Kỷ Hợi đến nay, nữ diễn viên liên tiếp khoe khoảnh khắc tình tứ bên ông xã Trường Giang, thay đổi avatar bằng hình ảnh của cả hai. Một trong những điều khiến người hâm mộ đang quan tâm nhất chính là việc Nhã Phương hạ sinh thiên thần đầu lòng vào những ngày giáp Tết. Bởi lẽ đó, trong năm mới này, cô không khoe những hình ảnh diện áo dài hay sum họp bên gia đình vì đang trong thời gian ở cử. Vốn dĩ, việc vợ chồng Trường Giang giấu kín thông tin đời tư đã là chuyện quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong muốn họ cởi mở hơn trong thời gian gần đây để công chúng phần nào hiểu hơn về cuộc sống đời thường của hai nghệ sĩ. Sắp Valentine, Leo Ngân Anh bất ngờ được tỏ tình, nhận quà khủng soái ca không hề xa lạ. Leo Ngân Anh không giấu được niềm vui và bất ngờ khi được soái ca tỏ tình trước thềm Valentine 2019. Leo Ngân Anh đã có niềm vui bất ngờ khi vừa được một soái ca tỏ tình giữa phố vào ngày Valentine. Mới đây, hình ảnh một mỹ nhân có vẻ ngoài khá giống Hoa hậu Đại Dương vừa được cư dân mạng truyền tay và nhanh chóng gây sốt trên một trang fanpage dành cho giới trẻ. Không chỉ xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, anh chàng còn tặng cho Á hậu Liên Lục Địa một bó hoa hồng siêu khủng lên đến hàng trăm bông. Ngân Anh không giấu được vẻ ngạc nhiên trước hành động lãng mạn của chàng soái ca, người đẹp hào hứng thưởng cho anh chàng một nụ hôn ngọt ngào. Hiện chưa rõ đây có phải là bạn trai của Ngân Anh hay chỉ là một cảnh phim hoặc quảng cáo, bởi người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, cô gái được tặng hoa trong loạt hình chỉ ngẫu nhiên có khuôn mặt hao hao Leo Ngân Anh. Nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra soái ca tặng hoa cho người đẹp chính là anh chàng từng đập heo đất tặng mẹ 500 triệu tiêu Tết cách đây không lâu. Theo tìm hiểu, anh chàng là Tú Anh, sinh năm 1997, hiện đang sống ở Đông Anh, Hà Nội. Tú Anh diện chiếc áo hot trend của hãng Thom Browne khi đi tỏ tình khiến nhiều người thích thú. Về phần Leo Ngân Anh, sau khi giành ngôi Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên Lục Địa, người đẹp vừa trở về đón Tết bên gia đình. Dù có được thứ hạng cao, nhưng Ngân Anh cũng vướng những lùm xùm thi chui khiến nhiều người mất lòng. Đây là điều khiến Khổng Tú Quỳnh ám ảnh nhất sau khi kết thúc mối tình 8 năm với Ngô Kiến Huy. Trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ khẳng định mình đang ế xác nhận đúng dịp Valentine 2019 khiến nhiều người bất ngờ. Nhờ câu khen ngợi của đại nhân dành cho Khổng Tú Quỳnh là người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, mà người hâm mộ mới lờ mờ biết được chuyện cả hai đã kết thúc chuyện này 8 năm trong lặng lẽ. Trước tin đồn đường ai nấy đi với chàng bắp, Khổng Tú Quỳnh không hề có bất cứ động thái phủ nhận hay khẳng định, mà thường xuyên muốn có bồ hay muốn thoát ế. Chuyện tình 8 năm của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đường ai nấy đi khiến nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Xuất hiện trong một chương trình game show cùng đại nhân, ngay trên sóng truyền hình, Khổng Tú Quỳnh cũng xác nhận mình đang ế. Khi chọn tên đội chơi, cô cũng đặt tên đang sợ ế đây này. Trong lúc MC giới thiệu các hiệu lệnh cần ghi nhớ, trong đó có hiệu lệnh hết. Trương Quốc Bảo chưa kịp giải thích thì Khổng Tú Quỳnh đã chen giọng nói hiệu lệnh này là hết ế. Câu nói hồn nhiên của dâu tây khiến cả trường quay bật cười, còn nam MC phải thốt lên, giống như cả cuộc đời của Khổng Tú Quỳnh là ám ảnh với chữ ế hay sao vậy ta? Đến giờ phút này, dù Ngô Kiến Huy chẳng có phản hồi nào, còn Khổng Tú Quỳnh cứ úp mở thế này thì các fan cũng hiểu được chuyện tình cảm của họ đã không còn tốt đẹp. Chẳng cần Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy phải xác nhận chuyện chia tay nữa đâu, bởi mọi thứ đến giờ phút này đã quá rõ ràng. Hơn Kiệt gạo nếp gạo tẻ tình tứ trước thềm Valentine, cộng đồng mạng mang lại hạnh phúc cho nhau đi. Mặc kệ các tin đồn tình cảm hẹn hò, Thúy Ngân cùng Trung Dũng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thậm chí cả hai còn xưng hô vợ chồng ngọt ngào. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên bị ghét nhất gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân vừa đăng tải hình ảnh gần gũi giữa cô với Trung Dũng, đính kèm là một status khá tâm trạng. Người thứ ba chỉ là tên gọi, quan trọng là trong lòng người đàn ông đó, bạn ở vị trí nào. Cho dù mình là người đầu tiên xuất hiện, nhưng suy nghĩ của anh ta dành cho người khác thì mình cũng là người thứ ba, dư thừa hay thương hại trong một mối quan hệ là điều bất kỳ người phụ nữ nào cũng không mong muốn. Suy cho cùng, ở cạnh ai cũng được miễn là hạnh phúc. Tuy nhiên, để tránh sự hiểu lầm của khán giả thì Hân cho biết đây chỉ là hình ảnh minh họa và phục vụ mục đích xin tiền lì xì đầu năm của chồng Kiệt. Sau rất nhiều nghi vấn tình cảm, cặp đôi này vẫn duy trì mối quan hệ thân mật ngoài đời thường. Cả hai cũng khẳng định họ chỉ là anh em bạn bè và dành nhiều lời khen cho đối phương. Trung Dũng cũng đăng tải hình ảnh của Thúy Ngân và gọi cô là vợ.
Nhiều fan ra sức xếp đôi và còn bình luận mang lại hạnh phúc cho nhau đi. Sau khi kết hợp ở dự án phim ăn khách nhất trong năm, cặp đôi này đã giành hẳn cả hai giải thưởng quan trọng, nam nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2018. Nhưng quan trọng hơn hết chính là sự yêu thương, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả khắp mọi nơi. Sở dĩ tin đồn phim giả tình thật cũng rất có căn cứ khi cả hai thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau và đặc biệt là hành động cực thân mật. Từ cử chỉ nắm chặt tay đến ôm nhau khá thoải mái mà không có sự e dè hay dè chừng. Chính những khoảnh khắc như thế này càng khiến khán giả mong cho họ thành đôi. Năm 2018 vừa qua là một thời gian cực thành công và đáng nhớ. Đối với cặp đôi này, hy vọng trong năm 2019, cả hai sẽ có thêm những dự án ấn tượng để gửi đến cho người hâm mộ.